Em có con máy cắt nhôm hai đầu này, bác nào xem có phù hợp với công việc thì lấy nhá. Máy cắt nhôm hai đầu, dòng máy chế em không dùng nữa. Rất dài nhá, cái dây này của em là dây dài nhá các bác nhá. Dây dài đây, hộp kỹ thuật đây. Hoạt động trơn tru hoàn hảo nhá, mộng lét căng. Bác nào lấy ở gần đây thì đến thử máy. Lưỡi 305 nhá. Lưỡi 305. Đầy đủ, nếu mà mua cả bình khí em có luôn cả bình nén khí này. Máy đang còn mới đấy, chẳng còn em để lâu thôi đây. Bác nhìn cắt nhiều hay không thì cái chữ này nó phải mòn đi này. Em chưa dùng máy đâu, mới được mấy chục mét nhôm. Để bụi bặm này. Mới leng keng. Cái khung này của nó bằng hộp 5x10 nhé, hộp kẽm 5x10 nhé. Đó, rất chắc chắn. Cây dưới này là 4x8 này, cây này là 5x10 này. Cái này là 30-60 này. Đấy, bác nào dùng liên hệ trực tiếp với em nhé. Số điện thoại là 0326 106 122. Ok.